quý vị, do ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, nên những ngày qua trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa vừa và mưa to với lượng mưa phổ biến từ 200 cho đến 350 mm trên một đợt, gây nguy cơ cao ngập úng cục bộ trong khu vực đô thị. Trước tình trạng đó, vào chiều tối qua, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trinh đã có các buổi kiểm tra thực tế công tác phòng chống ngập úng tại một số khu vực trên địa bàn thành phố. Kiểm tra tại điểm ngập úng ở đường Núi Thành, đoạn từ kiện 134 Núi Thành đến đường Duy Tân, phường Hoa Thuận Đông, quận Hải Châu, do bất cập trong khớp nối thoát nước sau khi thi công giãn nút giao thông phía Tây cầu Trần Tự Lý. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu ban quản lý án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng phải tập trung khắc phục bất cập này ngay từ hôm nay, ngày 26 tháng 9, đồng thời phải phối hợp với các đơn vị địa phương ra soát tổng thể thoát nước tại khu vực này để xử lý giải quyết tình trạng ngập úng trong quá trình xử lý nếu trời mưa lớn thì ban quản lý giãn đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng phải bố trí máy bơm chống ngập và cử người ứng trực vận hành không để ngập nặng như thời gian vừa qua trước đó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trinh đã đến kiểm tra tại trạm bơm chống ngập Trương Chí Cường Nguyễn Xuân Nhĩ phường Hoa Cường Nam quận Hải Châu đồng thời đề nghị công ty thoát nước và xử lý nước thải thành phố phải rà soát kiểm tra chặt chẽ hoạt động của trạm bơm này cũng như hệ thống thoát nước tổng của thành phố, bố trí lực lượng trực đảm bảo vận hành trạm bơm, đồng thời sẵn sàng các phương tiện thiết bị để kịp thời xử lý tại những vị trí xung yếu khác về thoát nước có nguy cơ xảy ra ngập úng tại khu vực đô thị. Đây là trạm bơm có công suất hai máy bơm 90 kW, thực hiện chức năng tiêu thoát nước mưa, giảm thiểu ngập úng cho các khu vực dân cư lân cận Trương Chí Cường, Nguyễn Xuân Nhĩ và khu vực Tuyên Sơn 3 gồm tổ 12, 14, 15, phường Hòa Cường Nam với tổng diện tích lưu vực là 41 ha.